Doanh nghiệp có mặt trận đầu tiên là mặt trận về mặt tài chính, mục tiêu và tài chính. Mục tiêu về tài chính là mục tiêu doanh thu, mục tiêu về mặt lợi nhuận, mục tiêu về mặt dòng tiền. Và mặt trận tiếp theo là mặt trận tài chính là gì? Đó là về mặt khách hàng. Doanh nghiệp sẽ cần thêm nhiều khách hàng mới và khách hàng trung thành. Và mặt trận tiếp theo đó là mặt trận cải tiến quy trình kinh doanh. Thứ nhất là về R&D, bắt được trend của thị trường hay không. Quy trình tiếp theo là quy trình về marketing. Quy trình tiếp theo là quy trình về sale. Quy trình tiếp theo là quy trình về tài chính kế toán. Quy trình tiếp theo là quy trình về công nghệ, về nhân sự nữa. Cải tiến quy trình kinh doanh này. R&D là bộ phận nghiên cứu phát triển, liên tục tạo ra các sản phẩm mới, tốt, khác biệt, bắt được trend và xu thế của thị trường. Quy trình về marketing, quy trình về bán hàng, quy trình về tài chính kế toán, quy trình về công nghệ và quy trình về nhân sự, vân vân. Và tiếp theo, để các quy trình kinh doanh cải tiến được ấy, thì doanh nghiệp sẽ phải văn hóa học tập và đào tạo liên tục. Và để làm được điều đó thì lãnh đạo sẽ phải tạo gương, tạo ra một cái mã gen ADN và sau đó sẽ nhân bản trong toàn bộ tổ chức. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây ạ. Kết quả về mặt tài chính là doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền. Nó là hệ quả của một cái nhân, đó là chúng ta chăm sóc khách hàng và tạo ra những trải nghiệm khách hàng xuất sắc để chúng ta có thêm nhiều khách hàng mới và chúng ta có thêm nhiều khách hàng trung thành. Và để doanh nghiệp luôn luôn có thêm nhiều khách hàng mới và thêm nhiều khách hàng trung thành thì doanh nghiệp sẽ bắt buộc sẽ phải cải các quy trình kinh doanh liên tục. R&D, từ thằng R&D đấy, bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm, có tập trung để phát triển các sản phẩm có cải tiến liên tục hay không. Hai, sản phẩm tung ra một lần không bao giờ cải tiến nữa. Rồi quy trình về marketing, đúng không ạ, có được cải tiến không đấy, online như nào và offline như nào. Rồi các quy trình về bán hàng, đúng không, quy trình để thu hút được các khách hàng mới, chăm sóc khách hàng trước bán, chốt đơn, chăm sóc khách hàng sau bán, đúng không? Đấy, xử lý từ chối chốt đơn, rồi biến khách hàng thành fan, vân vân và vân vân. Các quy trình về tài chính kế toán, rồi quy trình về công nghệ và cuối cùng là về nhân sự. Và để làm được điều này thì doanh nghiệp phải có một văn hóa học tập, không bao giờ có điểm dừng, không bao giờ điểm dừng. Lãnh đạo tạo gương, tạo ra một mã gen nhân bản trong toàn bộ tổ chức. Sau hơn một năm tham gia vào cộng đồng HBR dưới sự chia sẻ giảng dạy của thầy Tony Dũng và một số chuyên gia từ cộng đồng HBR thì mình cảm thấy là bản thân Minh Hoàng cũng như là doanh nghiệp cũng đã có những cái bước nhảy vọt nhất định. Tuy nhiên thì để năm 2024 thì cái khóa học năm nay mình đặt ra một cái mục tiêu khá là thách thức để làm sao mình có thể hoàn thành tốt hơn và mang lại nhiều cái giá trị hơn cho cộng đồng và cho ngành của mình. Về cộng đồng Business Master thì Minh Hoàng tham gia được năm nay là năm thứ hai, thì cũng có những anh chị em cùng tham gia vào cái thời điểm đó, thì đến nay thì tất cả đều có những cái sự tăng trưởng và có những bạn, có những doanh nghiệp thì ở một cái tầm level tăng trưởng rất là mạnh mẽ rồi. Thì ở trong cộng đồng thì cũng chủ yếu là toàn các doanh nghiệp trẻ, và chúng tôi có những cái cùng cái tư duy và cùng một cái văn hóa trong cộng đồng, đó là học tập phát triển liên tục, không chỉ từ HBR, không chỉ từ thầy Tony Dũng mà chúng tôi còn liên tục giao lưu, kết nối và học hỏi lẫn nhau. Thực sự là khi mà học thì mình kiểu các cái chiến lược về ví dụ như là về BSC, về OKR nó rất là chi tiết và rất là bài bản. Đấy, và không những là đến cái khóa này thì anh được học từ thầy Tony Dũng mà còn được học từ các anh em cộng đồng Business Master. Đấy là những cái bài học rất là thực tế và rất là chạm với những cái vấn đề mà anh đang cần giải quyết. Đấy, cho nên là anh nghĩ là cái buổi học hôm nay mà nếu mà anh mà được học sớm hơn thì chắc chắn là cái sự phát triển nó còn tốt hơn rất là nhiều. Thầy Tony Dũng và cộng đồng Business Master là một cái cộng đồng, phải nói là cộng đồng về hành động rất là quyết liệt và ai cũng máu lửa. Đấy, và cộng thêm là có cái sự cố vấn rất là tận tình của thầy Tony Dũng thì những cái chiến lược và những cái quyết định của anh em trong cộng đồng nó cũng dần dần nó bài bản hơn và nó mạch lạc hơn. Đấy, dẫn đến là sẽ giảm được những cái sai lầm trong kinh doanh. Đấy, và đấy là đều là những cái sai lầm mà rất là đắt giá. Đấy, cho nên là, và cộng thêm là cộng đồng thì rất là giao lưu chia sẻ với nhau, và cộng đồng thì được một cái lợi ích đấy là rất là lớn, đó là mình được học từ những anh em kể ở cùng ngành hay khác ngành thì đều rất là nhiệt tình chia sẻ. Chị là Ngô Diễm Hương, tổng giám đốc của công ty thời trang Hương Giang Interpha Group, viết tắt là HGI. Trước khi đến với khóa học thì chị đang gặp vấn đề là chị chưa xây dựng được một hệ thống marketing chuyên nghiệp cho công ty. Chị cũng đang gặp cả hai vấn đề, vừa cả nhân sự và vừa cả hệ thống.
Thực ra thì sau 2 ngày phải nói là chị nhận được rất là nhiều điều giá trị từ khóa học của thầy Dũng. Và chị phải nói rằng dành một cái từ là phải cái từ wow, bởi vì nó quá nhiều kiến thức đến với chị. Và hoàn toàn trước đây thì chị chỉ thấu hiểu qua một số, tức là mình chỉ có một số các cái khía cạnh thôi. Nhưng mà sau khi khóa học diễn ra thì chị cảm nhận thấy là chị học được rất là nhiều các cái kiến thức, từ việc xây dựng hệ thống marketing như thế nào, đến cái trải nghiệm của khách hàng, cũng như là mình thấu hiểu được cái nỗi đau của khách hàng như thế nào. Và chị nghĩ rằng là sau cái khóa học này về, chị sẽ vận dụng được vào ngay cho doanh nghiệp của mình. Điều mà chị cảm thấy tâm đắc nhất thì ở đây chị, và chị luôn luôn nhớ suốt từ hôm qua đến giờ, thì chị luôn luôn nhớ là đến cái nỗi đau của khách hàng. Khi mà mình thấu hiểu được khách hàng thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp phù hợp nhất để làm sao mà giải quyết được những cái nỗi đau đó, thì đó mới là sự thành công của doanh nghiệp. Tôi tên là Nguyễn Trường Sơn, là founder của thương hiệu Gốm Bụt. Trước khi đến với khóa học thì Gốm Bụt thì có vấn đề là chưa thành lập được phòng marketing, và đến đây để học để xây dựng có một cái phòng marketing chuyên nghiệp. Đúng là như thế, bởi vì đấy là cái nỗi đau hiện tại của Gốm Bụt, là chưa có một cái phòng và cũng chưa có một cái nhân sự để triển khai các kế hoạch marketing cần. Sau khi học xong cái khóa học marketing này thì rất là vui mừng, thì Gốm Bụt đã biết được mình phải cần làm gì, biết mình phải có cái những nhân sự nào để triển khai một cái phòng marketing hoàn hảo, hoàn chỉnh. Cái điều mình tâm đắc nhất đấy là mình biết là doanh nghiệp của mình hiện thời phải tập trung vào đâu, và cái nguồn lực của mình đến đâu. Dũng là một người làm rất là thực chiến. Thứ nhất là các cái kiến thức của anh ấy nó rất là logic, nó rất là khoa học, và nó rất là gắn kết với những cái nội dung của bài học. Và thứ hai đó nữa là anh ấy có rất là nhiều những cái ví dụ thực tế, những cái bài học từ những cái kết quả, từ những cái sai lầm, từ những cái bài học anh ấy đúc kết ra, và nó chạm được vào tới những người nào mà đang làm thực tế, và sẽ giúp cho mọi người có thể là có rất là nhiều những cái bài học để có thể mang về và áp dụng cho doanh nghiệp. Cái kết quả thực chiến đấy thì nó chính là những cái điều mà nó hút anh tới cái khóa học này. Anh theo đúng 2 năm Covid thì trên thực tế doanh nghiệp anh vẫn x2 lần, vẫn đạt mục tiêu, mặc dù anh mới làm được đâu đó khoảng độ tầm 60%. Ở trong cộng đồng thì anh thấy đúng là có một cái câu nói là gì, là gió tầng nào thì gặp với mây tầng ấy. Đấy, và những khi mà chúng ta ở trong một cộng đồng như nào thì chúng ta bị lây bởi những cái năng lượng, lây bởi những cái thói quen ở trong cái cộng đồng đấy. Thì chính xác là một trong số những cái lý do mà anh tham gia vào HBR Holding. Thực ra thì phải chia sẻ thật, cái thời điểm anh vào đi học là cái thời điểm khó khăn nhất của anh. Tức là anh gặp rất nhiều biến cố trong cái việc kinh doanh. Thế là khi mà anh tìm được một người mà anh nhìn ở cái con người đó có những cái mà anh đang thiếu, đầu tiên là anh thấy rất kỷ luật. Thứ hai đó là cái việc anh ấy có những case study thực tế, có những cái kết quả rất là rõ ràng. Đó là 2 lý do mà anh sẵn sàng anh theo đuổi. Vì có thể là ở ngoài kia cũng có rất nhiều diễn giả họ dạy, nhưng mà để có những người ở Việt Nam mà có những cái thực tế để show ra để học thì anh thấy là cũng không nhiều. Đặc biệt về marketing thì anh thấy anh Dũng là quá kinh khủng rồi.